Thưa quý vị, vào lúc 12 giờ 14 phút trưa nay tại tỉnh Sơn La đã xảy ra động đất mạnh 5,3 độ. Đây là trận động đất mạnh nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây tại Sơn La, rung chấn lan đến cả Hà Nội, khiến những nhà cao tầng rung lắc trong khoảng thời gian là 10 giây. Viện Vật lý Địa cầu cho biết là tâm chấn ở xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, độ sâu chấn tiêu khoảng 14 km sau 42 phút, huyện Mộc Châu lại xảy ra động đất 3 độ, độ sâu chấn tiêu 10 km. Ghi nhận ban đầu tại Mộc Châu, một số ngôi nhà bị nứt, nhiều nơi bị đá từ trên núi lăn xuống. Rất may là không có thiệt hại nghiêm trọng về người. Chính quyền huyện Mộc Châu đã chỉ đạo lãnh đạo các xã rà soát, thống kê thiệt hại. Các tỉnh Lai Châu, Sơn La nằm trên nhiều đứt gãy địa chất nên thường xảy ra động đất, rung chấn lan đến cả Hà Nội. Gần đây nhất là ngày 2 tháng 7 và ngày 12 tháng 7, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu cũng đã xảy ra hai trận động đất với độ lớn lần lượt là 2,7 và 4,6 độ. Thưa quý vị, từ đêm qua đến ngày hôm nay thì tại tỉnh Lào Cai đã có mưa rào và dông. Nhiều nơi thì có mưa vừa, mưa to, có nơi thì mưa rất to, làm ngập úng gây thiệt hại tài sản của người dân. Một số địa phương có lượng mưa lớn là các xã thuộc huyện Bảo Yên và Mường Khương. Tại thành phố Lào Cai, trận mưa lớn và kéo dài cũng đã gây ngập úng cục bộ tại một số khu dân cư, gây thiệt hại nhiều tài sản, chủ yếu là đồ dùng gia đình của nhiều nhà dân. Hiện các địa phương bị thiên tai đang tiếp tục thống kê thiệt hại. Dự báo đêm nay, vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến Lào Cai có cường độ ổn định gây mưa, mưa rào trên diện rộng và dông rải rác. Nhiều địa phương có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và kèm theo dông mạnh. Vì vậy, người dân, nhất là khu vực vùng núi, cần tăng cường cao nhất công tác phòng chống lũ quét, trượt lở đất đá do mưa lớn gây ra. Tuần trước thì mưa lớn cũng đã gây ngập lụt tại nhiều địa phương ở tỉnh Hà Giang, gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân. Trận mưa gây ra sạt lở đất, lũ mạnh cũng đã khiến cho 5 người chết và nhiều người bị thương, thiệt hại lên tới trên 500 tỷ đồng.